Rồi, hello anh em. Nay em chia sẻ cái dàn lọc và hồ lọc dưới nha, một công nghệ mới rẻ nhưng hiệu quả. Tại vì nhiều anh em chơi hàng khủng thì có khi bộ lọc nó mấy chục triệu luôn, mười mấy triệu luôn. Thì nhiều anh em cứ mới chơi nghĩ bây giờ tốn kém quá mới chơi được thì không phải nha. Nói chung tùy cái điều kiện thôi. Còn nếu mà mình điều kiện mình bình thường thì mình vẫn chơi được. Đây, trước tiên là coi nước nha anh em. Đó, anh em nước anh em thấy có không hạt bụi nào không? Không có bụi, không có cái gì mà nó dơ ở nhà, nó trong trong vắt này anh em. Đây nè, đó, đang nhìn nước này không? Thấy nước không? Nước sạch sẽ không? Cái này tại vì hổm bật cái đèn ấy riu quá, cái đèn mạnh quá. Giờ nay bật cái đèn này giảm đèn lại nè. Rồi anh em cứ mua hai cái túi lọc, anh em quay lại nha. Đừng có xài cái lông ở ngoài, trong đây nó có cái lớp lông. Để anh em xây cái lớp ở trong ra, cái lớp lông thì đưa vô trong, cái lớp láng nè đưa ra ngoài, hai cái luôn. Tại em dư cái này em xài thôi, hai cái là một ống mặt với ống đáy. Rồi ngăn đầu tiên em cứ để đầy xi mát vậy thôi, không cần khịch chịch nhé. Đó hơi nè. Rồi ngăn thứ hai nè, không để cái gì cũng được luôn, tại vì dư hai cái máy oxy nên để cho nó thổi gì đó. Còn em không để cũng sao đâu. Lần thứ ba sửa oxy luôn, cũng không để gì luôn. Lần thứ tư để cái đèn UV ngay cái khe nước nó qua nha anh em, để nó diệt khuẩn rồi nó chống tảo á, cho bị đục nước á. Rồi lần thứ ba để cái sửa thôi, với sửa oxy. Nói chung là tại vì dư hai cái máy oxy nên để cho nó thổi cho nó có oxy dưới đây nhiều thôi, chứ không có cũng không sao nha anh em. Thì đó, đúng một cái ngăn đầu. Cái này là cái tách phân nhưng mà hồi trước xài nhưng mà thấy nó cũng không có hiệu quả mấy, bằng cái túi lọc. Cái túi lọc là coi như là nó hơn 60% nó sẽ nằm ở đó, chỉ còn cái nước qua đây để cho vi sinh nó xử lý lại thôi. Chỉ cặn khô rồi là sẽ nằm ở trên đây hết rồi. Đó là nuôi đổi cái hồ này á, cho tới thời điểm này là chắc khoảng 4 tháng 5 tháng gì đó. Thì nuôi đổi nhiều cá lắm, nói chung là em nuôi chán là đổi à. Là cá không hề bị bệnh nha, chỉ có con này hồi bữa nó bị nấm nhẹ, nó đục mắt à. Là có hướng dẫn anh em cái clip trước là trị bằng cái chai thuốc đó, ngày một là hết à. Anh em kiếm cái clip lại anh em coi ha, cách trị nấm đen nấm trắng. Thì tại thấy nó bị miếng làm liền cho hết á. Đó thì mua như đây chỉ mất chừng 200 ngàn anh em ơi. Đó, mua rồi cắt nhỏ ra không để nguyên miếng được, bởi miếng thì nó khít quá, nên cắt ra vừa vừa để cho nó thưa chút xíu, đừng có bít chích mà không tốt đâu. Đó dàn lọc vậy thôi nè, anh em thấy nước không? Có cái đèn kia nó đèn ở trong hồ, cái đèn sông Long nữa, mà tại vì nuôi Sam bật cái đèn sáng quá, Sam nó không có lên màu, Sam nó không có nổ thêm nên nó bật cái đèn nhẹ kẹ. Đó, chia sẻ anh em cái bộ lọc này. Chống trơn hết, 1, 2, 3, 4, 4 ngăn sau là chống hết, 3 ngăn sau chống hết. Rồi cái này là cái nước cái đồ cái khóa nó để nước nó tự vô á, cũng có cái clip nói về cái này nha anh em. Anh em cứ kiếm lại coi, anh em là có đăng luôn á. Có nghĩa là nước nó thụt xuống, mình cho phao tới đây thì nước tới đây phải không, thụt xuống là tự nó bơm vô. Nếu mình có nguồn nước mình cấp cho nó trực tiếp vô đây là nó sẽ khóa đây, cứ lên tới cái mực này nó khóa, còn thụt xuống là nó bơm vô. Anh em đi chơi xa anh em cũng không sợ. Rồi rồi, chào anh em nha, anh em ủng hộ em một like, một đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn em nhiều, bye bye.